tiên tôi nhập bản chị bấm đăng nhập đây. Tôi nhập mật khẩu chút gửi qua Zalo cho mình ha. Sau khi đăng nhập vô yêu quyền bản chị rồi, mình muốn mà viết bài cho nó đó. Mình đây làm bài viết này, viết bài mới nè. Viết là những người mình đặt sale lên à, viết để mình sale lên á. Cái này anh mới viết khu vực Bình Dương thôi. Giờ Bình Dương thì nó có bao nhiêu quận huyện á, mình sẽ viết thêm cho nó nữa thì nó sẽ ra một số lượng bài lớn. Ví dụ mỗi cái hình nào thì mỗi cái quận huyện đi mà của mình là nó tới nhiêu đây cái hình 2, 4, 6, 8, 9 cái hình, 9 cái hình mình dựng cho 9 cái khu vực của Bình Dương có 9 khu vực là nó thành là 81 bài. À, mình mà mình viết đó, viết nghe nhiều bài đó chưa? Thì nó là khoảng 81 bài đúng không? 981. Mình hay viết ví dụ đây là mình ghi là in danh thiếp, à, tiêu đề đây ví dụ nha, in danh thiếp Thuận An, là in danh thiếp Văn Quyên, đó là tiêu đề của mình. Rồi. Ở đây là mình viết câu mô tả đó, mình đánh ở đây. Mình nội dung của cái in danh thiếp như thế nào, mình đánh đây. Ví dụ khi anh bấm vô in danh thiếp Bình Dương nè. Đó, nội dung bên trong đây đó, mình có thể viết theo ý của mình, hình danh thiếp thuộc ngang rồi mình viết nội dung đây. Rồi nó thuộc hình danh thiếp thì mình chọn cái danh mục đó là hình danh thiếp đó. Cái chỗ này là cho cái tấm ảnh đại diện, có nghĩa là cái tấm mà bên ngoài á, bên ngoài này nè là tấm ảnh đại diện. Còn khi mình bấm vô một cái sản phẩm nào đó, mình thấy trong đây có ảnh nội dung trong sản phẩm đó, thì trong đây nè chỗ thêm media này là thêm ảnh vô phần nội dung. Mình muốn mà sell cái bài viết đó lên thì chỗ này là nó sẽ xuất hiện ra một cái phần sell. Ở trên là mình đánh về in cái gì thì cái từ khóa sell mình cũng đánh theo cái từ đó. Trên ví dụ như là in danh thiếp Thuận An, khóa sell thì của mình là in danh thiếp Thuận An. Cái mình mở cái này ra, ở đây nó có cho mình đặt tiêu đề và mô tả đó. Ví dụ mình lên trên mạng nè, mình gõ nè in danh thiếp chẳng hạn. Đây là từ khóa của mình thì là chỗ mình sẽ là đánh ở vị trí này. Rồi. Này là cái tiêu đề phía trên, tiêu đề này là gọi là tiêu đề trên, có nghĩa là tiêu đề ở vị trí này. Ví dụ tiêu đề đây mình là thể hình danh thiếp đây, ở đây nó sẽ nghĩ cho mình là tiêu đề phía trên là hình danh thiếp Thuận An nè. Rồi mình copy một khúc nữa để mình bỏ vô. Sao cho cái ống này nó chuyển qua màu xanh là ok. Cái này chính là tiêu đề bên ngoài của mình. Sau này nên thầy giống vậy. Ở đây là thể mô tả. Mô tả thì mình sẽ lấy cái đoạn nội dung phía dưới. Phía dưới đây. Đó. Ví dụ đoạn tầm này để mình làm mô tả hoặc là mình viết theo ý của mình á. Đáng này. Sao cho nó qua màu xanh thôi. Đừng có qua màu vàng là ok. Thì ở trên đây là tiêu đề có, nội dung có, còn mô tả của nó là khi mình bấm vô cái phần đó sẽ xuất hiện ra mô tả, dùng mô tả là này đây đó, nhưng mà mình viết theo ý của mình thôi. Anh chờ chút xíu nhé, chờ chút.